Vụ cháu bé bị cha bạo hành dã man ở Sóc Trăng. Hiện bé ăn uống thuốc và sức khỏe dần hồi phục. Kết quả siêu âm và chụp CT bé gái bị cha đánh đập dã man ở Sóc Trăng cho thấy nạn nhân bị chấn thương phần mềm, não và nội tạng ổn định. Hiện bé ăn uống thuốc và sức khỏe dần hồi phục. Tối ngày 30 tháng 5, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, cho biết sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, sức khỏe và tinh thần của bé DTN, 6 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, đã ổn định. Bé N ăn uống thuốc, kết quả siêu âm và CT cho thấy não, nội tạng không bị tổn thương. Cũng may bé chỉ bị chấn thương phần mềm, các bác sĩ chưa phát hiện tổn thương ở sọ não và các cơ quan nội tạng của nạn nhân. Hiện tại bé N ăn uống thuốc và sức khỏe dần hồi phục. Ngoài chính quyền, đoàn thể ở thị xã Vĩnh Châu, nhiều nhà hảo tâm cũng đến bệnh viện thăm và tặng quà cho bé N. Bé N được xác định chấn thương phần mềm. Ảnh Nhật Tân. Về phần người cha, công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa, 27 tuổi, ngụ ấp Prê Chấp B, để điều tra về hành vi hành hạ con. Theo quyết định khởi tố, Danh Đa có hành vi thường xuyên đánh đập con gái là bé DTN. Như Dân Sinh đưa tin, chiều 28 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 4 phút ghi cảnh bé N, 6 tuổi, bị người cha tên Danh Đa, 24 tuổi, ngụ ấp Prê Chấp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, trói tay vào cột nhà đánh đập dã man. Vì quá đau, bé N tìm cách bỏ chạy nhưng vướng dây trói nên bị người cha dùng cây đánh khắp người. Khi dây trói đứt, Danh Đa lao vào đá con gái nhiều lần khiến bé N té úp mặt xuống đất. Lúc này, người cha nắm tay con, kéo lê bé N dưới nền đất. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đến bệnh viện thăm bé N. Ảnh Nhật Tân. Sau khi xem clip, công an thị xã Vĩnh Châu phối hợp với đồn biên phòng Lai Hòa xác minh được danh tính người cha bạo hành con gái và mời anh ta lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Danh Đa khai rằng anh phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên tức giận, dẫn đến việc đánh bé N.